Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ đi làm một cái đồng hồ đo đa năng để đo công suất và dung lượng khi mà chúng ta xả dòng lớn. Các cái đồng hồ hiện có của tôi thì nó mới chỉ xả ở cái dòng bé thôi, nó sẽ có khoảng độ tầm 10A đổ lại gì đó. Ở để xả cái dòng lớn thì ở đây tôi sẽ sử dụng một cái nó gọi là wattmeter. Ví dụ ở trên tay tôi là một cái wattmeter phiên bản 150A. Và một cái phiên bản trước của nó vỏ nhôm là wattmeter phiên bản 100A, 60V 100A, tức là nó đo được điện áp tối đa 60V và cái dòng tối đa là 100A. Thì cái phiên bản vỏ nhôm và cái phiên bản vỏ nhựa này nói chung là nó khá là giống nhau. Nó chỉ khác ở cái dòng tối đa nó đo được thôi. Phiên bản vỏ nhôm thì cái dòng 100A cho nên nó chỉ sử dụng cái dây AVKG14. Còn phiên bản 150A là AVKG12. Ví dụ cái phiên bản 150A này thì dòng tối đa của nó là 150A. 150A hoặc 100A nó khá là giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái dây, kích thước dây và cái xăn để đo rộng. Ví dụ cái phiên bản 150A thì chúng ta sử dụng 3 cái xăn R003, tức là 3 mm, 3 xăn mắc song song. Như vậy cái xăn để đo ở đây nó chính ra là 0,001 ohm. Nó phải sử dụng xăn ghép song song bởi vì mỗi một cái xăn này cái công suất của nó chỉ cỡ khoảng độ tầm vài watt, 3 đến 5 watt. Cho nên nếu mà bạn đo thẳng ở cái dòng cỡ khoảng độ tầm tối đa là 150A đi chẳng hạn, thì cái công suất của nó sẽ là 150 nhân R là 0,001, tức là tổng công suất đi qua cái xăn này ở trên xăn nó sẽ là 22W. 22W rất là nóng. Cho nên nếu mà bạn sử dụng ở cái dòng tối đa 150A thì bắt buộc bạn sẽ phải có thêm cái phần tản nhiệt này. Còn bình thường nếu mà không có tản nhiệt, tức là hàn không thường này, thì khuyến cáo của nhà sản xuất là chỉ đo tầm dưới 65A đổ lại thì chúng ta có thể tản nhiệt khí. Còn nếu mà đo dòng lớn hơn thì bạn chỉ đo trong thời gian ngắn chứ không phải xả liên tục. Hoặc bạn sẽ phải bố trí thêm các cái quạt tản nhiệt. Bởi vì nếu không xăn nó nóng, bạn dùng lâu xăn nóng tự khắc nó chảy cái mũi hàn này ra, đo nó sẽ không còn được nữa. Thì cái dây AVKG12 bình thường nếu mà nó để trong bó thì nó chỉ dẫn được dòng liên tục khoảng độ tầm 20A thôi. Tuy nhiên ở đây chúng ta sử dụng là đo cái nguồn DC điện áp thấp và cái dây ngắn, dây ở đây tổng cái quãng đường nó đi chỉ khoảng độ tầm 20cm. Như vậy nó có thể dẫn được lên đến 20A. À xin lỗi, lên đến 150A. Tất nhiên là khuyến cáo thì bạn muốn dẫn được dòng cao thì bạn hoặc là làm ngắn thêm cái dây này ra, hoặc bạn sẽ phải thay dây kích thước lớn hơn. Nếu mà bạn muốn dẫn liên tục cái dòng 20A, à 150A, thì chúng ta nên thay cái dây này bằng AVKG8 thì nó sẽ tốt hơn là AVK120. AVKG12 này thì dẫn dòng cỡ khoảng độ tầm một nửa, tức là nó cỡ khoảng độ tầm 80A thì liên tục được. Còn trên đấy thì nó chỉ là dẫn trong thời gian ngắn thôi, bởi vì khi dẫn dòng cao cái dây này rất là nóng. Bạn tuyệt đối không nên nối dài thêm cái dây này ra, bởi vì nối dài này thì dẫn đến là cái tụt áp phía đầu và phía cuối này nó sẽ cao hơn. Tôi đang nói ở đây là cái mức độ phần trăm tụt điện áp đây nó chỉ được khoảng độ tầm 2-3%. Ví dụ ở đây 12V thì tụt phía đầu này nó chỉ cỡ khoảng độ 0,01 hoặc 0,02V thôi, chứ không cao hơn. Thì các cái phiên bản này, nếu mà bạn đấu thẳng cái điện áp ở đây thì tức là nguồn nuôi với cả nguồn đo là đồng thời, thì bạn chỉ đo được cái điện áp từ 4,8V trở đi thôi. Tức là cái điện áp để nuôi cái chip đo ở bên trong này đấy, từ 4,8 cho đến 60V. Cho nên nếu mà bạn muốn đo điện áp các cái bộ pin nhỏ hơn, hoặc là bạn muốn lưu trữ cái dung lượng trong cái quá trình bạn xả pin, thì bắt buộc bạn sẽ phải dùng cái nguồn độc lập. Nguồn độc lập thì tức là cái nguồn mà nó lấy từ hai cái dây này ra. Đây có 3 dây thì chúng ta bỏ cái dây đầu tiên. Đây dây dương, tiếp đến dây ngoài cùng là dây âm. Cái nguồn độc lập này nó sẽ là cái nguồn có điện áp
ít nhất là 4,8V. Vì vậy, nếu mà trong cái trường hợp bạn không chuẩn bị được cái nguồn độc lập khác thì bạn có thể dùng cái nguồn USB lấy từ cái sạc điện thoại để bạn làm nguồn nuôi. Hoặc trong trường hợp của tôi thì tôi có thể dùng hai cái viên pin ghép nối tiếp làm nguồn nuôi thì nó sẽ dễ hơn. Cái nguồn nuôi này cái dòng tiêu thụ nó không lớn, nó chỉ cỡ miliampere. Cho nên nếu mà bạn ghép hai pin nối tiếp kiểu như này thì bạn sẽ không cần phải mạch bảo vệ bởi vì dòng nó quá là nhỏ. Thì để lắp được cái bộ mà pin nuôi cái nguồn này độc lập thì bạn có thể, nếu mà bạn không có vỏ thì bạn có thể gắn keo nến thẳng phía dưới này làm nguồn nuôi, và nguồn nuôi thì cái dây điện câu lên phía trên này. Tuy nhiên trong trường hợp ấy nó khá là xấu. Thì trong trường hợp của tôi sẽ sử dụng IMAD để tôi chế cái vỏ của cái hộp bao gồm cả đồng hồ lẫn nguồn nuôi. Như vậy đầu phía dưới này sẽ là cái chân sạc và cái công tắc bật tắt cái nguồn nuôi. Phía trên này sẽ là gắn cái đồng hồ đo kiểu nha. Đối với các cái bộ đo của tôi, nói chung thì tôi cũng không dự định đo cái dòng quá tầm 50A, cho nên tôi chỉ dùng cái jack XT60 này là đủ. Chú ý là bạn không nối dài cái dây này, bởi vì nối dài cái dây nó sẽ ảnh hưởng đến cái điện trở của dây. Nếu mà bạn nối thêm dài dây thì tụt áp phía đầu đo này nó sẽ lớn hơn, như vậy nó sẽ không đủ tiêu chuẩn. Ở trong các cái hệ thống chuẩn thì cái mức độ tụt áp thường người ta chỉ giới hạn là cỡ khoảng độ 3% thôi. Tức là điện áp đầu vào và đầu ra nó tụt ở cỡ 3%. Cho nên bạn không nối cái dài cái dây này. Trong cái phiên bản 150A thì bạn thấy là cái dây AVKG120 này nó lõi khá là to. Do vậy thay vì cái AV dùng cái XT60 nó sẽ không hàn đủ, bạn thấy là nó sẽ rộng hơn thế này. Thì các bạn có thể bố trí thêm cái XT90. XT90 nó sẽ phù hợp hơn đối với cả cái phiên bản 150A. Còn phiên bản 100A nó sử dụng dây AVKG14 thì cái XT60 này nó thừa đủ. XT60. Thì khi đo thì chúng ta sẽ gắn cái nguồn đầu vào phía này và cái đầu ra nó sẽ gắn thông qua XT60. XT60 thì dẫn được dòng liên tục ở 60A thì nó sẽ thừa cho cái nhu cầu của tôi. Còn trong trường hợp mà bạn muốn dẫn cái dòng lên đến cỡ 100A hoặc hơn, thứ nhất bạn sẽ phải bổ sung thêm cái tản nhiệt ở cho cái xăng ở đây. Bởi vì 100A thì cái dòng của cái xăng này nó sẽ chịu cái xả ra cái công suất cỡ khoảng độ tầm 10W, nó vẫn là rất là nóng. 10W nếu mà bạn xả trong vòng 5 phút thì có thể là nó sẽ rụng sạch mối hạt. Vì vậy vẫn phải có tản nhiệt, thậm chí sẽ phải bôi thêm keo tản nhiệt riêng cho cái mối hàn ở phía này. Phải sử dụng XT90. Nếu cần nữa thì bạn sẽ phải cắt ngắn thêm cái dây này. Bởi vì cắt ngắn dây thì khi mà bạn dẫn dòng cao thì cái tụt áp nó sẽ thấp hơn. Hoặc là sử dụng bằng cách là dây lõi to hơn. Cái bộ của tôi sẽ là dạng kiểu như này. Một hộp nó sẽ cao hơn. Phía dưới này sẽ có công tắc để tắt luôn. Đây là 60V, 150A. Và nó có nguồn ngoài, như vậy nó có thể đo, hỗ trợ đo đến 0V. Như vậy tôi có thể dùng dễ dàng để sạc pin. Và nguồn ngoài cho nên cái quá trình đo này, cái dung lượng đo được nó vẫn giữ nguyên khi mà cái đầu này nó bị cắt. Như vậy bạn thấy là cái đồng hồ thì nó để phía trên này. Phía dưới ở đây sẽ là pin. Thì để sạc cho bộ pin ở phía dưới này, chúng ta sẽ có cái đầu sạc DC. Và cái công tắc này thì dùng để bật tắt. Đấy. Cái dây thì nó sẽ gắn vào đây. Ở bên này bạn thấy là nó sẽ có một khớp để giữ cho cái mặt đồng hồ nó không bị di chuyển trong quá trình chúng ta lắp cái nắp phía trên. Gắn vào đây nha. Kiểu vậy. Còn giữ cái nắp đồng hồ này thì chúng ta sẽ sử dụng cái chốt ốc. Ốc này sẽ bắt thẳng xuống dưới này. Tất nhiên là chúng ta cũng không cần phải chặt quá, nhẹ thôi. Bạn thấy là cái đồng hồ này thì nó là cái dạng mà giá rẻ, cho nên cái sai số nó ở mức chấp nhận được thôi. Cho
nó không thể đúng 100%. Bạn thấy là khi mà chúng ta lắp thì cái đây nó có sai số 0.1V, sai số của cái áp. Còn đầu vào thì ở đây chúng ta đã thiết kế XT90 rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái bộ rắc chuyển về XT60 kiểu như này. Tất nhiên là chúng ta đo trong trường hợp mà cái dòng nó bé thôi, chứ còn nếu mà dòng lớn hơn 65-60A thì chúng ta sẽ bắt buộc phải dùng thẳng cái cổng XT90. Ví dụ đây tôi có thể gắn như này, làm cái nguồn vào này, đầu ra thì chúng ta sẽ gắn qua bộ XT này. Đấy, nó thành là đầu vào đầu ra. Ví dụ đầu vào của nó có thể lấy nguồn từ pin kiểu như này. Đấy, thì cái chân XT chúng ta thiết kế hẳn hai kiểu chân khác nhau, một cả đực cả cái, do vậy cái việc cắm nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Cái áp vào đang là 11.47. Với cái bộ này thì bạn có thể test được nhiều cái. Ví dụ đơn cử mà chúng ta có thể test được cái dòng khởi động của các cái máy khoan. Để test dòng khởi động của máy khoan thì chúng ta sẽ cần dùng thêm một cái bộ chân chuyển nữa. Đấy. Chú ý là bạn gắn đúng cực, không nó sẽ cháy mất phét. Đấy. Ví dụ cái con này thì đầu dương nó ở phía trên, chẳng hạn thế. Thì bên này dưới, đầu âm sẽ phía dưới. Đấy. Gắn được kiểu này. Rồi. Còn cái rắc sạc thì cái rắc nguồn thì bây giờ chúng ta sẽ đấu với cả cổng XT đầu ra. Vậy bạn có thể test ví dụ giọng khá cao đấy. Đây à, bạn thấy được đi. Bởi vì cái dòng này nó sẽ là không phải cập nhật cái thời gian cập nhật theo cái thông số của nhà sản xuất. Nó 0.4 giây thì phải. Đây, 0.4 giây. Cái thời gian cập nhật màn hình, tất nhiên nó không phải là dạng real time nhưng mà nó cũng dạng chấp nhận được như vậy. Để test thì bạn có thể bóp vài cái. Đấy. Đây khi bạn thấy là dòng 15A. Như vậy cái con này dòng khởi động nó khá là cao. Đôi khi có thể 22A. Đấy khi có tải, đôi khi 30A. Đấy. À chúng ta chỉnh là cái chỉnh các mức tải khác nhau. Thế khi quá tải thì cái dòng tức thời của nó khi bị nghẽn nó khá là cao, đôi khi nó lên tận 37A. Còn bình thường không tải thì nó đấy, không tải chạy liên tục nó chỉ có khoảng độ 4A cái motor này thôi. Tức là khoảng độ tầm 50W cho cái motor khi không tải. Và khi quá tải nó sẽ khác một chút. Đấy, khi nghẽn nó có thể lên đến gần 50A. Thì cái dòng tức thời như vậy để bạn có thể xác định. Và các bạn sẽ cần chế cho cái bộ pin của bạn đủ. Ví dụ cái bộ pin này thì nó thừa. Bởi vì cái bộ pin này dòng xả liên tục là 25A và dòng xả tức thời nó phải lên đến 70A. Cho nên là dòng xả tức thời máy khoan này cần 40A thì ok, nó sẽ không làm ngắt cái mạch này. Kiểu như vậy. Thì bạn có thể xác định được cái dòng xả liên tục và dòng xả tức thời của bộ pin khi cần. Phía dưới có quạt tản nhiệt. Trong trường hợp mà chúng ta cần dòng cao quá, sạc dòng xả dòng trên 40-50A thì chúng tôi sẽ có thể là phải thiết kế thêm cái quạt tản nhiệt thêm và cho cái bộ xăng của nó. Bạn thấy là khi không tải đôi khi cái đồng hồ này nó không được, nó vẫn có sai số nhưng mà nó ở trong cái giới hạn cho phép thôi, dưới 1%. Okay. Xin các bạn đã theo dõi.